Xin chào mọi người nhé, mình là Thọ Trần đây. Hôm nay mình sẽ quay trận đấu giữa Bạch Sa và Yên Lâm, hai đội tuyển trẻ. Điểm số đã là 2-2. Gần màn hình các bạn sang xem là Bạch Sa, còn phía xa màn hình bên kia là đội Yên Lâm. Hai tay vợt cởi trần. Oh. Ôi trời ơi, sao tranh ao nhau thế, tham thế. Mình sẽ giới thiệu lại cho mọi người xem, tiện theo dõi và xem nhé. Hai tay vợt đội Yên Lâm thì mình không biết tên, còn hai tay vợt của Bạch Sa là Quang Mạnh và Quang Hưng. Hai tay vợt tuyển trẻ, hai tay vợt năm nay học vào lớp 10 thôi mọi người. Yên Lâm đánh rất tốt, cổ tay rất dẻo. Được kỳ vọng nhất là mỗi lần đi giao lưu và học hỏi. Thế đâu. Phí thế. Tổng số đây, điểm số đang nghiêng về Yên Lâm 0-7. Trọng tài đếm điểm số 11-7. Thao vợt ra là đứt đấy. Ồ, vậy quả đấy thế. Không ngoài đâu. Thank you.
Điểm số đang nghiêng về Yên Lâm. Không rộng. Mình sai được cái tiền phát cầu. Mà điểm đang nghiêng về Bạch Sa. Nhầm em là điểm số đang nghiêng về Bạch Sa cơ. 1-7. Ra tay quả nhanh thế. Rất dẻo của tay nha, hay thấp. Nên cao lên đây. Phát cao thế. Quá nhỉ.